chờ đợi họ ở nơi này. Mời các em lắng nghe chương trình đọc truyện hôm nay. Tôi cúi xuống gặm miếng cỏ. Bên cạnh, chuỗi đang húc đầu hí húi ngồm ngoàm ngốn từ lúc nào. Thứ cỏ đó, cỏ nước, lá cứng nhiều gân và ngăm ngăm đắng. Phải như mọi ngày, tôi chẳng thèm ghé răng. Ấy vậy mà lúc đó chén ngon đáo để. Thế mới biết, đã đói, nuốt đất cũng thấy được. Ăn xong trời đổ tối. Cẩn thận chúng tôi chạy một mạch vào trong để phòng nếu đêm có mưa, nước lên không cuốn chúng tôi đi được. Đến bãi cỏ trên mô đất cao, chúng tôi lăn ra, đánh giấc say sưa. Sáng hôm sau, tôi trèo lên ngọn hoa cỏ xước, ngắm địa thế chỗ chúng tôi vừa bạt phong vào. Đó là khoảng bãi rộng, lầy lội, bùm tum toàn giống cỏ nước. Quá phía trên đất hơi ráo, nhưng cũng chỉ độc một thứ cây ké hoa vàng rượi. Xóm ấy xưa dày sống vất vả trong bùn lầy nước đọng. Dân cư chỉ có vài nhà cốc, mấy anh ếch ương, chỗ tràng, nhái bén và một ếch cốm, một chú rắn mỏng. Hoặc giả cũng có thêm một vài giống nữa, nhưng cả cái xóm bùn lội đen ngòm với da rẻ chân tay loài ở bùn cũng tối om như thế, ít ai mới nhìn đã phân biệt ra ngay được. Xóm ở trơ vơ trong cái cù lao giữa nước, muốn vào đất liền phải qua bãi lầy và một dòng sông nhỏ. Theo thói quen ở bãi, và lại đường xá đi lại dịu vợi, mọi nhà trong cù lao không mấy ai ra ngoài. Không nghe biết tin tức mọi nơi, suốt ngày bàn tán quanh quần, lúc nào cũng vang động tiếng cãi cọ, tranh nhau đoán xuông xem đến bao giờ thì trời mưa. Suốt đời họ mong mưa, bởi có mưa, đất lầy nhuyễn ra, dễ đào bới, moi được cái ăn. Cứ bọ bèo lạc tới, anh tợp ngay. Nhưng anh biết họ kéo ra làm gì. Họ ra xem chúng tôi có gì cho họ ăn hoặc chúng tôi có phải thức ăn được không. Nhưng thấy chúng tôi sừng bướng, đầu mình bọc giáp sắt, chân mang khí giới nhọn hoắt thì họ lại lờ vờ làng dần. Đã lâu trời không mưa, không có nước rình vào xóm. Nước hồ lâu mưa thì trong vắt, chỉ đẹp mắt mà không có thứ gì ăn, nên dân cư trong hồ đói lắm. Bao giờ cũng vậy, sự cùng quẫn hay khiến ta nghĩ ngợi và giận dữ. Không biết vọc vào ai, chẳng biết trời ở đâu mà lôi xuống bắt làm mưa. Dù cho tiên sinh cóc có được tiếng là cậu ông trời chăng nữa thì cũng đành chịu. Cho nên họ đâm ra nóng tính, động một tí cũng cáu kỉnh, bực tức nhau âm cả lên. Trong xóm không lúc nào dứt tiếng chửi vã. Nhà này đòi nợ nhà kia, chỗ này bàn, chỗ kia tán, inh ỏi những uôm ạp, những cành cạch ngày đêm không bao giờ ngớt, bởi vì không biết giải quyết thế nào. Thấy chẳng ăn thua gì, mấy anh nọ lại lảng đi như rắn mỏng. Chỉ còn đôi ba bác cóc ngần ngơ đứng lại. Một cóc tóp tép miệng như tợp được mồi, vờ nhai cho đỡ thèm.
một cóc khác bước ra, cất lên một giọng rất văn vẻ. Cóc vẫn nói tiếng thầy đồ cóc trong tranh Tết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe về. Hà cớ gì mà nhị vị tráng sĩ du hành qua bản thôn? Rõ chán, nói chữ mà chưa chắc đã biết nghĩa. Tôi bấm bụng nhịn cười thầy đồ cóc, rồi tôi cũng dùng cái hoa sao thiệp hoa mỹ khôi hài đó để đáp lại. Thưa tiên sinh, chúng tôi đi du lịch. Càng kẹt du lịch, càng kẹt du lịch. Vậy bỉ phu xin hỏi nhị vị tráng sĩ, nhị vị xưa dày là tay dọc ngang nào biết trên đầu có ai? Thế thì chắc nhị vị phải nghe tiếng từ lâu rằng bỉ phu mặc dầu thanh bạch ở hang dưới đất, nhưng bỉ phu là cậu thằng trời đấy. Nhị vị đã chơi qua nhiều nơi trên toàn cầu, nhị vị có gặp thằng cháu trời đánh thánh vật nhà tôi ở đâu không? Chú y mỉm cười, dùng càng khẽ hết tôi một cái. Tôi nháy, ý bảo phải nghiêm một chút, gặp đứa dở hơi thì mình cũng cứ liệu lời cho qua chuyện mới được. Tôi bèn lấy điệu vuốt cái râu tưởng tượng, làm vẻ đứng đắn trả lời rằng: Thưa tiên sinh, chúng tôi có gặp ông trời. Càng kẹt, rất tiếc, càng kẹt, rất tiếc, không được tương kiến trước. Thế thì nếu như từ nay về sau nhị vị tráng sĩ có còn gặp nó, thì hỏi nó cho bỉ phu rằng, vì lẽ gì mà lâu nay bản thôn không có mưa? Cái thằng trời đánh thánh vật cháu tôi mê mải tổ tôm sóc đĩa ở đâu mà không biết suốt đêm cậu cóc nó phải nghiến càng kẹt đến nỗi đâu đâu cũng nghe như trống đăng văn đấy chăng? Đến nỗi cậu nó đã nghiến mòn hết cả răng rồi đấy chăng? Suýt nữa tôi bật cười thành tiếng. Dẫn trời thế chút nào tôi biết cái lão trời trời đánh thánh vật ấy ở Mô Tê. Tôi còn đương bụng miệng nhịn cười, nhưng chuỗi đã ngứa tai không giữ nổi vai kịch, bỗng choang một câu. Trời với đất, cậu với cháu chỉ vớ vẩn. Nói thẳng thừng là muốn ăn mà chỉ ngửa tay thế thì kêu đến sái cổ gãy răng, gãy hàm nữa cũng chẳng quả sung nào dụng chúng vào mồm đâu. Cóc còn đương ngơ ngác nghe chưa thủng câu nói mỉa mai của chuỗi, tôi đã chen vào át đi. Tôi cúng kính, lễ phép nói to. Thưa tiên sinh, tôi nhớ ra rồi. Tôi nhớ dù chưa được tiên sinh dặn thế, chúng tôi cũng đã có câu hỏi việc lâu nay sao hạ giới không mưa. Ông trời ông ấy cứ xua tay nhăn mặt mà rằng, hồi này mắc bận, tôi mắc bận chưa mưa được, chưa mưa, bận lắm lắm. Việc ông trời là việc làm mưa mà ông ấy lại kêu mắc bận, chẳng biết bận gì. Tôi cũng chẳng hiểu ra sao cả, nhưng không dám hỏi nữa. Tôi nói thế, cốc đã càng kẹt, vẻ mãn nguyện ầm ĩ. Bỉ phu hiểu rồi, thế là cháu nó bận quá đến nỗi quên cả cho cậu nó uống nước. Cháu nó bận quá, có thế chứ, à ra thế, thảo nào. Cóc cứ dấn dớ lý sự và lầm nhầm một mình nghĩ, một mình nói thế, trong khi cả đàn cóc nhô nhốp, nhảy ra lại nhảy vào, vừa càng kẹt vừa gật gù. Có thế chứ, à ra thế, thảo nào. Tự an ủi mình bằng câu chuyện tầm phơ của tôi, các cậu cóc chỉ quanh quần sáu hang mà khoái cái oai hờ con cóc là cậu ông trời là như thế. Chúng tôi nhắm mắt nhắm mũi lại, lăn ra cười. Đến khi mở được mắt, không thấy cóc đâu nữa. Chỉ thấy đi tới một chàng nhãi bén gầy, lêu đêu cao, hai cái đùi bé quắt mà dài quá nửa thân mình. Bộ quần áo thể thao của nhãi bén bó sát người cứ so le sộc lệch. Càng có cảm tưởng như cẳng chân của nó dài thêm ra. Chúng tôi lại toan cười, nhưng mặt nhãi bén vốn nhợt, bây giờ nghiêm xám hẳn lại. Tôi im. Tôi ngờ có điều gì đây. Quả thật, lão cóc có tính khuếch khoác, chứ không phải lão cóc là cục đất mà ai chửi vào mũi lão cũng được. Còn có câu ví gan cóc tía cơ mà. Lão cũng thâm lắm, cho nên sự chế giễu và nhạo báng lão của chúng tôi không qua nổi ý tứ lão. Đến lúc chúng tôi nhắm mắt lại cười vào mũi lão như thế thì lão cáu lắm,
và thành cái kết quả ngay là các lão đi báo khắp xóm là có kẻ trộm vào xóm. Nháy mắt, gái bén nhảy thoát đến trước mặt nói: "Đại vương ích có lệnh đòi." Chúng tôi theo nhái bén đến dưới một bối cúc tần ẩm thấp, nhấp nháp, trông vào, thấy ếch chồm chỗm ngồi vênh mõm trên viên gạch vuông như kiểu ngồi trên sập, ra điều uy nghi lắm. Đôi mắt lồi nghiêm nghị của lão ta cứ dương trừng trừng. Hai khoeo chân trước khoành ra, đôi chân sau xếp tè he lại, ngực vào bụng trắng bóng như giống lối của áo thể kiện, cứ phập phồng đưa lên đưa xuống lấy hơi sắp nói, nhưng mãi chẳng thấy nói gì. Đặc biệt trên gáy lão ta điểm mấy miếng xanh ở cổ áo và lưng áo như hạt cốm, bởi thế lão cũng có tên là ếch cốm. Và có lẽ trong cảnh đói kém này, lão kệ mình còn to khỏe, béo nhất vùng, nên lão xưng là đại vương ếch cốm. Với chúng tôi, đại vương hay là cái gì thì cũng không bận tâm. Qua câu chuyện, tôi chỉ có nhận xét tính lão cũng hệt bọn đồ cóc đã sốt lại hay khoe chữ. Còn cái tính khoác lác của ếch thì một tức đến trời hơn cóc nhiều. Nói chuyện với anh nói khoác, nó chỉ biết nó nói cho nó nghe mà không biết nghe ai nói cả, cứ tức anh ếch như bị bỏ đá. Ếch cốm hỏi, hay nói cũng không rõ. Chúng bay sang Buôn Ngọc bên vùng rùa rùa trong chân núi. Tôi đáp, thưa tôi... Biết rồi, ta biết rồi. Đây vào đến vùng rùa rùa còn xa một phiên chợ. Ngày trước ta đã... Chuỗi sẵn giọng tiếng ngắt lời. Không, tôi không đến vùng rùa rùa. Ta biết rồi, ngày trước ta đã vào chơi vùng rùa rùa trong chân núi đấy. Ngày trước ta... Nói có mấy câu thì đầu đuôi câu nào cũng ngày trước ta và biết rồi. Nên cho anh chàng khuếch khoác này thêm cái biệt hiệu là anh ngày trước ta hay anh biết rồi. Cái lão đại vương ích cốm này chẳng biết cóc gì, nhưng cái gì cũng nói trước. Mình chưa nói hết câu, nó đã nói nốt câu mình nói. Cái gì cũng tỏ vẻ ta đã biết. Ngày trước thì cái gì ta cũng biết và cái gì ta cũng giỏi. Bây giờ tôi mới rõ câu tục ngữ ếch ngồi đáy giếng, thế mà thâm và ý nghĩa sâu. Không ai chịu được những anh đã rút lại tự đắc vừa dở hơi. Chuỗi có tính nóng này, thấy trái tai, chuỗi cãi phăng, nói phăng, rồi muốn ra sao thì ra. Chuỗi văng một câu. Này này, ông hỏi chúng tôi đã trả lời đâu mà ông biết được. Ông chẳng biết cóc gì hết. Ông là ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng. Ếch ngồi đáy giếng chỉ trông thấy màu trời trong miệng giếng mà đã tưởng nom thấy cả vòm trời. Ếch ngồi đáy giếng hôm nay mới thấy thật là ếch ngồi đáy giếng. Ếch cốm tức quá hét ầm lên đuổi chuỗi. Chuỗi điềm nhiên dơ càng, ếch cốm không dám xông đến. Chúng tôi không chạy, không nói nữa. Chúng tôi ung dung đùng đỉnh đi ra, làm vẻ ngông nghênh cũng không tốt. Nhưng lúc ấy chúng tôi lấy làm thú vị như thế đấy. Ếch cốm gọi cả xóm lại bàn cách nện cho chúng tôi. Nhưng buồn cười thay, xóm này mới chỉ dì tai bàn bí mật mà đi tận xa xa nghe cũng rõ từng lời ôm oạp. Nói thế này, nói thế nọ, cứ ầm ĩ rối xòe. Ai cũng kêu là ghét hai thằng láo lếu, giá thế mặt bây giờ thì phải đánh cho chúng mới đánh. Những quân lang trạ ở đâu đến, rõ bọn đầu trộm đuôi cướp, phải vặn cổ nó xuống. Tức lắm, phải nện cho chúng nó một trận như tử. Ếch cử anh Ương và chỗ chàng đi đánh chúng tôi. Cả hai anh chàng cùng nhăn nhó là có bệnh đau bụng kinh niên. Ếch bảo cóc, đáng lẽ cóc phải hăng hái đi nhất, thì cóc trả lời rằng với chúng tôi, cóc là chỗ quen biết ngày xưa, nay có giao thiệp. Và chăng đã là thầy đồ nho nhã, biết ngậm cái bút lông mèo, thì không bao giờ thượng cẳng chân hạ cẳng tay như kẻ tầm thường. Đến lượt nhái bén ngoẹo mình, dơ mạng sườn, làm hiệu và cứu. Tôi gầy lắm, đứa nào thổi mạnh một cái tôi cũng ngã, huống chi chúng nó những hai đứa. Rắn mỏng thì khước rằng mình vừa lột, xương cốt mình bầy còn mỏng manh lắm, chưa làm việc nặng được.
đến khi cả bọn cóc, ếnh ương, nhái bén, chẫu tràng, rắn mỏng, đồng thanh cử đại vương ếch cốm hãy tạm rời cái mà ếch mùa đông ở bờ đầm nước và cái sở gạch kiên cố ấy bước ra đi trước, bọn họ sẽ theo sau trợ chiến. Thì ếch cốm ta phồng bụng, phồng mép, chố mắt quát. Như ta đây đường đường một đứng trượng phu, hai nhãi ấy chưa đáng mặt đọ sức với ta. Rốt cuộc ai về nhà đấy và lại làm công việc hàng ngày của mình. Mòng và cóc đi rình mũi, nhai bén leo cây, chỗ chàng hát nghêu ngao. Những kẻ khác thì ngồi than vãn, khóc lóc hoặc cãi vã nhau cho qua ngày. Còn đại vương ếch cốm vẫn lặng im tư lự một cách vô tích sự trên hòn gạch vuông. Suốt mùa đông, lão ngồi ngậm hơi không một lần nhích đít khỏi cái sập oai vệ trong cái nhà của lão. Chúng tôi chẳng muốn gây sự và cũng không lưu luyến gì đất này, đất buồn. Có đáng kỷ niệm ở đây chỉ là nhớ nơi mà chúng tôi đã lênh đênh từ ngoài nước lớn sạt vào, một lần thoát chết. Tôi cùng chú ý đi ngược lên phía những dạng cây cái hoa vàng lấp lánh một dòng sông. Chúng tôi định vượt qua đấy, có thể tìm ở đấy một ít cỏ tốt rồi nghỉ ngơi vài ngày chăng. Chú ý nhảy tũng xuống nước bơi sang. Bơi một quãng, bỗng nhiên chìm nghỉm. Cả hai cái dâu cũng không thấy ngo ngoe trên mặt nước như bị đột ngột rút chân xuống. Chốc, thấy chú ý ngoi lên kêu váng rồi hớt hải quay lại. Tôi định thần nhìn kỹ, thấy quanh đấy có luồng sóng cồn đuổi theo. Một đàn cá săn sắt đương rầm rập kéo đến, những cái đuôi cơ ngũ sắc bay hoa cả mặt nước. Vừa rồi mải bơi chính là chuỗi bị mấy gã săn sắt ấy kéo tụt xuống. May, chuỗi cố vùng thoát lên. Bây giờ tôi mới kinh hãi nhìn dần ra khắp dọc sông, chỗ nào cũng thấy đông đặc cá săn sắt với những đuôi cờ múa rợp lướt. Chúng lượn đi lượn lại, vẻ nghênh ngang, chặn đường. Cái này chắc có âm mưu gì đây? Rồi tôi thấy xoăn xoắt kéo đến mép nước với chúng tôi, hầm hè toan nhảy hẳn lên bờ đòi choảng nhau, rất hung hăng. Thế này phải tìm cách thoát ngay mới được. Có thể ếch cốm lập ra mưu này, cái lão khoác lác một tấc đến trời mà cũng mưu lược gớm. Lại vài mụ giết trắng trèo, béo tròn con quay, lò mò đến. Các mụ tung tăng múa vây, múa gáy. Rồi mấy bác cá ngão mắt đỏ lồi, dài nghêu, mồm nhọn hoác ra. Ở đâu bơi chớp nhoáng đến, đỗ kề ngay bờ trước mặt, há miệng đợi đứt. Ôi chao, nếu không bay chân, bọn này cứ thắt mãi vòng vây, chí nguy. Chuỗi lao tao mà đã thấy cuống, chuỗi nóng tính, nóng hăng mà cũng chóng nhụt. Chưa chi cả mà đã hốt. Tôi bảo, khoan khoan liệu việc, nhốn nháo thì hỏng đấy. Bỗng chuỗi lại chu lên, cái kia lũ nữa đến. Nhìn lên đầu sông thấy mấy bác cá chuối đương lừ lừ đến. Bóng cá chuối loáng cả dòng nước, răng nhe trắng như lưỡi cưa. Nó lướt vào đến trước mặt thì dòng nước đương trong vắt bỗng đen sạm như nền trời cơn mưa. Phải tính việc tẩu ngay. Nhìn sang bên kia sông, tuy xa chúng tôi cảm thấy nếu tôi cố thì có thể bay qua được. Tôi sẽ bay qua ngay trên đầu chúng nó. Nhưng đôi cánh của chuỗi ngắn thun lùn, không thể bay xa thế. Trong khi ấy, nếu còn chù trừ thì chết. Đàn cá chuỗi hung hăng sẽ ngoi lên tận bờ bùn này, đớp chân chúng tôi. Hoặc có một thằng trạch, một thằng lươn có thể độn thổ lên ngay vũng bùn dưới chân tôi đứng đây. Tại sao nên tai nạn như vậy? Về sau tôi mới hiểu, chỉ vì cái thói nghịch ác và sự coi thường xung quanh của chúng tôi. Chẳng là bị khích thế, cả xóm ếch nhái đương buồn bã kia bỗng phát cáu lên, và các xóm cá ngoài này nghe phong phanh có hai thằng dế bơ vơ ở đâu đến làm loạn sông, thì cá kéo ra đánh đuổi đi. Lúc ấy tôi khom người xuống, tôi đã nghĩ ra một cách, tôi bảo chuỗi trèo lên lưng. Tôi mím miệng, nghiến răng, gắng sức bình sinh cõng chuỗi bay qua sông. Không cất cao mình lên được, tôi chỉ đủ sức bay là mặt nước. Cả đàn mấy chục các loại cá đuổi theo, chen nhau đánh sóng và quậy đuôi ngáp miệng bắn nước lên đầy mặt tôi, ướt cánh và ướt cả bụng tôi. Tôi chỉ núng cánh một chút, nó mà tợp được chân tôi lôi xuống thì tan xương cả. Lưng tôi nặng như cái cối đá đè, tôi cố sức, cố sức, cố sức. Cuối cùng tôi lướt khỏi mặt nước sang tới bên này bãi cỏ.
tôi lăn cành ra bãi trong khi chuỗi bị hất tung ngã tít đằng kia. Trở lại trong bờ bên đã có cả xóm ếch nhái kéo ra. Tuy vậy vẫn không thấy đại vương ếch cốm đâu. Thêm viện binh, bốn bác cua núi đen sì như bốn cái xe bọc sắt to cành múa lên những chiếc càng rất lớn. Tưởng nếu bị càng đó cắt thì bụng tôi có thiết giáp cũng phải phòi ruột. Nhưng chúng tôi đã qua được sông, thách cũng chẳng bóng cá nào dám lên bờ đuổi. Nghĩ cứng thế nhưng tôi lại chợt nghĩ thêm. Biết đâu ai đọc được chữ ngờ, như cái lần chuỗi bị cả xóm bọ muỗng bay qua sông sang đánh suýt chết đấy. Tôi vội bảo chuỗi cùng nhau chạy trốn ngay. Chuỗi cũng hiểu, chúng tôi biến rất nhanh. Tuy vậy trước khi chạy vẫn làm oai ta đây, chúng tôi giơ càng lên di di hát một bài. Chuỗi sò chân vào hai dâu, cong chân cong dâu làm hiệu giễu cợt, giở trò trêu người cái đã. Nhưng bọn bên kia sông chưa kịp nổi giận thêm, tôi đã kéo chuỗi chạy một mạch đến tận hàng cây xanh mờ mờ đằng xa. Hàng cây mà lúc còn ở ngoài bãi chúng tôi trông thấy mờ mờ xanh là cánh rừng cỏ mây. Bây giờ mặt đất đương mùa hoa mây, chúng tôi đi mịt mờ dưới bóng hoa mây. Trông suốt bốn phía chân trời đâu cũng phất lên một màu trắng bàng bạc, xám xám những ngủ bông hoa mây. Trong rừng hoa cỏ mây ấy ngụ những xóm chuồn chuồn. Đối với chuồn chuồn, họ dưới chúng tôi là láng giềng lâu năm. Hàng dế thường ở quanh bãi và gần hồ ao. Chuồn chuồn hay đậu trên ngọn cỏ cao bên bờ nước. Bởi thế đã thành thói quen như bức tranh sơn thủy thì phải có núi có sông. Chàng dế và chàng chuồn chuồn cứ mùa hè đến lại gặp nhau ở bờ cỏ. Anh đậu ngọn, anh nằm gốc. Trong đám cỏ, có khi nắng chang chang, chuồn chuồn thật khỏe chịu nắng. Chúng tôi thường sôi nổi đàm luận việc đời, thích nhất là những chuyện đường xa. Xóm ấy trú ngụ đủ các chi họ chuồn chuồn. Chuồn chuồn chúa lúc nào cũng như dữ dội hùng hổ, nhưng kỳ thực trông kỹ đôi mắt lại rất hiền. Chuồn chuồn ngô nhanh thoăn thoắt trao cánh một cái đã biến mất. Chuồn chuồn ớt rực rỡ trong bộ quần áo đỏ chót giữa ngày hè chói lói, đi đằng xa đã thấy. Chuồn chuồn tương có đôi cánh kép vàng điểm đen thường bay lượn quanh bãi những hôm nắng to. Lại anh kìm kìm kim, bấy lầy bầy lầy như mẹ đẻ thiếu tháng. Chỉ có bốn mẩu cánh tí teo, cái đuôi bằng chiếc tăm dài nghêu, đôi mắt lồi to hơn đầu, cũng đậu ngụ cư vùng này. Họ nhà chuồn cứ miên man đi tha phương cầu thực, nhưng hễ khi trời sắp giông gió thì lại bay qua đồng hoa cỏ mây tìm về tránh mưa trong chân cỏ. Chúng tôi vừa đến, đi suốt đoạn đường, thấy các làng chuồn chuồn ai cũng hớn hở trong sấm áo mới tinh giữa hoa mây. Họ đương sắp đi, tôi hỏi đi đâu, đáp rằng đi xem hội thi võ. Trên trời, chuồn chuồn bay sát cánh rợp cả nắng. Cậu kìm kìm, gầy còm chỉ lượn được dưới thấp, nhưng cũng tung tăng ra dáng lắm. Tôi hỏi thêm, thế thì như anh em chúng tôi muốn đi xem hội thi võ có được không? Đáp rằng có. Thế là chúng tôi đi chảy hội theo chuồn chuồn. Họ bay trên không, chúng tôi đi dưới. Đôi lúc khoái chí, tôi cũng cất cánh bay chơi một quãng. Trên đường còn gặp vô khối khách nô nức chảy hội, vui lắm. Cả những ông niềng niễng đen nháy quanh năm không ra khỏi mép cái lá sen mặt nước cũng lịch kịch cất bước ra đi. Sự tích hội thi võ như thế này. Nguyên ở vùng cỏ, hàng năm đến mùa hoa mây chín trắng bạc khắp miền thì có hội lệ. Năm ngoái, cụ bọ ngựa già yếu đã khuất núi. Năm nay dân cả vùng nhân hội hoa mây mở luôn hội thi võ kén ai tài giỏi nhất để đứng ra coi sóc việc chung trong vùng. Đó cũng là phong tục lâu năm của miền cỏ mây. Giữa vùng cỏ mây, chân cỏ đỏ tía, đầu hoa xám trắng và lóng lánh, dựng lên võ đài nguy nga cao, toàn bằng gỗ cây lau ngà vàng. Đứng cuối bãi trông lên cũng thấy rõ mồn một. Đài võ chắc chắn, đẹp, có ghế ông cầm trịch ngồi. Trên lớp lá cỏ mật treo từng chùm hoa ké vàng mọng, buông xuống, lắc lư trong gió. Những hôm đầu là đấu loại, nhiều anh châu chấu vừa nứt mắt đã bắn nhắn lên đài. Ngựa non háu đá, những gã ngông nghênh đó thật ra chưa có nổi ba hột sức. Mới tự chân mình đá ra mấy cái cũng đã run rẩy cả người rồi đứng thở hồng hộc.
Vì thế chỉ có các anh ấy tưởng võ mình là tuyệt thôi, còn khách xem thì thấy cuộc đấu loạc choạc. Ngấy, họ đi chơi hội hơn là xem thi võ. Mấy ngày sau, võ đài mới bắt đầu rầm rộ bởi vì những tay võ kém đã bị lọc hết. Bao nhiêu cậu ti te đều bạt xuống trên đài cả rồi. Chỉ còn lại có mấy tay cứng đầu vào vòng cuối là bọ muỗm và bọ ngựa, hai tráng sĩ trong vùng đấy. Sáng hôm ấy, trước khi ra xem thi đấu, tôi một mình dạo chơi quanh bãi, nhìn thiên hạ kéo tới xem hội, chật như nêm cối. Những chị cào cào trong làng xa, mỹ miều áo đỏ áo xanh, mớ ba mớ bảy. Bước từng chân chậm chậm khoan thai, khuôn mặt trái xoan như e thẹn, như làm sáng, như ngượng ngùng. Các anh châu chấu ma thì mặt mũi rất xí, nhưng chúa là hay lơn tơn đón đường, co kéo các nàng cào cào xinh đẹp vào trò chuyện vẩn vơ trong vườn cỏ non, những hàng quán dọc đường. Thấy bụng đói đói, tôi cũng tạt vào quán làm vài nhánh cỏ lót dạ. Đông khách quá, châu chấu cào cào, bọ muỗm, bọ ngựa rậm dịch ra vào. Bỗng mấy chú châu chấu ma đang nhảy nhót khoe tài quanh các nàng cào cào, vội né sạt về một bên. Rồi trong cửa hàng chợt im tiếng ồn ào. Tôi thấy trịnh trọng tiến vào một anh bọ ngựa. Người ngợm anh bọ ngựa này cũng bình thường thôi, nhưng chưa hiểu sao anh làm ra lối quan dạng đến thế. Anh đi cứ chân nhấc từng bước cao ngang đầu gối kiểu bước chân ngỗng, cách thức rất ta đây kẻ giờ và hách dịch. Cái khớp cổ vươn ra, cái mặt ngắn cùn, nhưng cái cằm vuông bạnh lún, con mắt đu đưa tưởng như ai xung quanh chỉ còn có việc thán phục nhìn anh ta. Hai sợi râu óng ả mấp máy phất lên phất xuống, hai lưỡi gươm bên mạng sườn, lưỡi co răng cưa luôn luôn co vào trước ngực, ra lối ta đây con nhà võ, đi đứng đúng thế võ, lúc nào cũng giữ miếng. Trông bộ tịch anh ta như thế, nhưng tôi cũng không để tâm, bởi vì tôi đã biết thường những anh tính hay khoe khoang thì cái gì cũng ra miệng hết, và chỉ có ở miệng chứ trong bụng nhiều khi chẳng cóc khô gì. Như anh này, chắc có mấy miếng võ xoàng thì đã trổ ra tay chân mặt mũi cả rồi, chẳng còn gì phải chú ý nữa. Và chăng tôi cũng đâu cần để mắt đến cái oai rơm rác và lố bịch ấy. Có nghĩa là lúc đó tôi vẫn đùng đỉnh giữa cửa quán hàng cỏ như không có võ sĩ bọ ngựa đi vào. Thế, bọ ngựa bổ luôn cho tôi một nhát gươm vào đầu. Tôi đau điếng. Tôi nhảy trái, đá hậu cú song phi, hắn né được và co hai gươm, định quạng tôi nữa. Thấy có xung đột, bao nhiêu khách hàng bỏ chạy hết. Các chị cao cao hốt hoảng nhảy tung, rách cả vạt áo màu. Chỉ khổ bác cảnh cạch đã cao tuổi, lại to lớn, chạy vướng cái áo dài lụng thụng, ngã ngoẹo càng, nằm cong chân xõa cánh, kêu trời đất. Nhưng gã bọ ngựa không xông vào nữa, mà chỉ giơ gươm trỏ vào mặt tôi, bảo: "Có giỏi, chốc ngựa lên đài." Tôi cười khỉnh, nói lịch sự mỉa mai, rất hân hạnh. Thân mến, chương trình đọc truyện hôm nay đến chương trình đọc truyện hôm nay đến chương trình đọc truyện hôm nay đến chương trình đọc truyện